Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 2 tháng 10, ngày thứ bảy cuối tuần trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, mưa chỉ tập trung chủ yếu vào trưa chiều và tối. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Hiện các hình thái thời tiết gây mưa vẫn đang hoạt động mạnh, nên mưa vẫn tiếp diễn trong những ngày tới. Nền nhiệt trong ngày ở mức vừa phải, thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Riêng khu vực phía Bắc từ 31 đến 33 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đôi lúc nắng gián đoạn, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, tối có mưa rào và dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 2 tháng 10, cao nhất 350cm, xuất hiện lúc 1 giờ, thấp nhất 140cm, xuất hiện lúc 16 giờ.